Chiều ngày 11 tháng 10, thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý các cấp, nhân viên và chủ các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ phòng y tế thành phố triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm, trực tiếp nghe tuyên truyền kiến thức về đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, đồng thời được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ quản lý các cấp và nhân viên, chủ các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố, trang bị kiến thức, nắm vững nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các điều kiện, bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.